Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua cùng với đầu tư nâng cấp trang thiết bị hạ tầng hiện đại, thì ngành điện lực Ninh Bình đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong mục dân hỏi cơ quan chức năng trả lời hôm nay thì chúng tôi mời đến trường quay ông Trần Đăng Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Ninh Bình sẽ trả lời những vấn đề người dân quan tâm liên quan đến cái việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành để góp phần là cung cấp điện cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng an toàn và thuận lợi hơn. Trước hết thì xin cảm ơn ông Trần Đăng Sơn đã tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên là của một người dân thành phố Ninh Bình với nội dung như sau. Thưa ông, một trong ba khâu đột phá được nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 xác định là xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số. Vậy trong thời gian vừa qua, ngành điện lực Ninh Bình đã có những giải pháp cụ thể như thế nào để thực hiện cái nhiệm vụ này thưa ông? Với mục tiêu cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022 theo định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các hoạt động ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động và năng lực quản trị của ngành. Từ những mục tiêu nêu trên, chúng tôi đưa ra các giải pháp cụ thể như sau. Công tác chuẩn hóa dữ liệu, tập trung số hóa 100% dữ liệu của đơn vị mình quản lý về vật tư, lý lịch thiết bị, thông tin khách hàng và hợp đồng, xây dựng cái kho dữ liệu tập trung về hệ thống cảnh báo thông minh phục vụ công tác quản lý vận hành và điều hành công tác sản xuất kinh doanh. Triển khai chương trình số hóa đến toàn bộ quy trình nội bộ đến đơn vị cấp 4. Đến nay, đặc biệt trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng thì đã được số hóa toàn bộ các khâu như dịch vụ điện cấp độ 4, rồi ký lại 100% các hợp đồng sinh hoạt lắp đặt 74,14% công tơ điện tử trên toàn địa bàn tỉnh. 22 thì cũng sẽ thực hiện cái việc mà lắp đặt toàn bộ chuyển sang sử dụng công tơ điện tử để theo dõi các cái thiết bị đo đếm một cách chuẩn xác hơn và kịp thời thông tin đến người dân để đảm bảo cái tính minh bạch rõ ràng trong cái hệ thống đo đếm. Thưa ông, câu hỏi tiếp theo là của một người dân ở huyện Yên Mô, có nội dung như sau. Qua theo dõi thì vừa qua tôi thấy là cái việc đầu tư các cái hệ thống hạ tầng hiện đại hướng tới cái vận hành lưới điện thông minh hiệu quả thì EVN Ninh Bình đã đạt được những kết quả là khá là tích cực và người dân có thể cảm nhận được điều này. Xin ông cho biết những cái giải pháp đồng bộ nào để thực hiện cái việc này góp phần không ngừng nâng cao cái độ tin cậy cung cấp điện cũng như là chất lượng điện phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng thuận lợi hơn của ngành. Không? Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai các cái giải pháp đồng bộ để không ngừng nâng cao cái độ tin cậy cung điện và chất lượng điện năm với cái giải pháp là đưa vào sử dụng công nghệ sửa chữa điện nóng hotline và đưa vào trung tâm đóng cắt điều khiển từ xa, lắp đặt các cái máy cắt tự động đóng lại trên các cái đường dây trung thế 2235 và trang bị các hệ thống camera giám sát tại các trạm trung gian, rồi là tự động hóa lưới điện mạch vòng tại thành phố Ninh Bình với lưới 22 và trên địa bàn của tỉnh. Thì trong thời gian vừa qua thì công ty đã triển khai rất nhiều những cái lộ đường dây để có thể phân loại sự cố này, đóng cắt từ xa và tự động tách các cái sự cố trên cái lưới điện. Kết quả đạt được trong cái năm 2021 thì cái tỷ lệ cắt điện giảm xuống còn có 408,75 phút. Trong cái thời gian tới thì công ty Điện lực Ninh Bình sẽ tận dụng cái sức mạnh công nghệ, coi đây là cái giải pháp hết sức là quan trọng để có thể đáp ứng được yêu cầu khắt khe về cái độ tin cậy cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời công ty cũng đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ trong mọi các hoạt động phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành như hotline vận hành các trung tâm điều khiển xa, khai thác hiệu quả các cái hệ thống đo xa như công tơ điện tử, sửa chữa bảo trì những tình trạng thiết bị bằng CBM đối với cái thiết bị chính như máy biến áp, máy cắt tự động đóng lại, máy cắt phụ tải như dao cách ly trung thế, tất cả đều đảm bảo cấp điện đầy đủ, sửa chữa nóng liên tục an toàn để giảm cái thời gian cắt điện cũng như là để phục vụ liên tục cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân về lĩnh vực điện năng. Vâng, thông một số người dân có gửi thư về chương trình có nội dung như sau. Thời gian qua thì chúng tôi thấy là ngành điện đã có rất nhiều nỗ lực trong việc mà khắc phục những cái hạn chế, trong đó có việc di dời các cái cột điện nằm ở giữa đường sau khi mà đầu tư các công trình xây dựng nông thôn mới hay công trình hạ tầng đô thị. Tuy nhiên thì ở một số nơi, một số tuyến đường thì vẫn còn tình trạng này.
làm ảnh hưởng tới an toàn cũng như là mỹ quan của bộ mặt nông thôn, bộ mặt đô thị. Vậy thì trong thời gian tới, cái công tác phối hợp để triển khai di rời các cái cột điện còn đang tồn tại như thế một cách nhanh chóng an toàn thì sẽ được ngành thực hiện như thế nào thưa ông? Về phía ngành cũng đã có cái chỉ đạo rất là rõ đối với các cái điện lực ở dưới và các cái tổ đội là chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để ta nắm bắt kịp thời các cái dự án đầu tư xây dựng cũng như là các cái chương trình xây dựng về nông thôn mới đấy, để nào để nó phối hợp làm sao khi có cái thông tin chúng ta có thể là phối hợp được cùng với chính quyền địa phương để chúng ta nắm bắt được ngay, để chúng ta triển khai, không để cái tình trạng mà khi làm đường xong là cột điện vẫn còn chưa di chuyển. Năm 2021 cũng đã tuyên truyền đến người dân cũng như là dưới chính quyền các cái địa phương cũng đã phối hợp di chuyển được 1.553 cái cột từ ở khu vực lòng đường vào chuyển ở vị các cái vị trí theo quy định để nó mở rộng các cái tuyến đường để xây dựng cái nông thôn mới cho đảm bảo cái mỹ quan cũng như là an toàn về điện. Chúng tôi cũng mong rằng là với cái giải pháp của ngành cùng với sự phối hợp của các cái ngành có liên quan cũng như các địa phương thì cái việc mà khắc phục những cái mà còn tồn tại trong quá trình đầu tư nâng cấp hạ tầng điện cũng như là đối với cái việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành điện lực Ninh Bình thì trong năm 2022 cũng như trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục được thực hiện tốt hơn, góp phần là nâng cao cái độ tin cậy trong cung cấp, nâng cao chất lượng phục vụ đối với người dân và doanh nghiệp. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Trần Đăng Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục với những thông tin thời sự.